Trong đèn ngủ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, các nhà khoa học của trường đại học Northwestern ở Chicago gần đây đã thực hiện cuộc nghiên cứu về sự tác động sinh học của người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng trong khi ngủ. Họ khám phá ra rằng việc tiếp xúc với ánh sáng chung quanh mặc dù vừa phải trong một đêm ngủ có thể làm giảm lượng glucose và hoạt động của hệ thống điều hòa tim mạch, đồng thời là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa. Một cuộc nghiên cứu khác được thực hiện năm 2019 cho thấy rằng ánh sáng nhân tạo vào ban đêm như đèn ngủ hoặc TV có liên quan đến chứng béo phì ở phụ nữ. Khám phá này cho thấy sự tiếp xúc với ánh sáng trong khi ngủ có thể ảnh hưởng xấu đến tiến trình trao đổi chất, làm giảm insulin, đặc biệt là người lớn tuổi. Theo như bác sĩ Felix C.G., tác giả của cuộc nghiên cứu, thì ánh sáng có thể kích thích sự tỉnh thức của cơ thể, ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học và tiến trình bài tiết melatonin, kích thích vùng não bộ, điều chỉnh hoạt động của hệ thống thần kinh. Họ cũng khẳng định rằng ánh sáng xanh liên quan đến nguy cơ làm rối loạn chức năng chuyển hóa cơ tim vốn rất là quan trọng để xem xét việc có nên sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay trong phòng ngủ vào ban đêm hay không.